Hôm nay mình sẽ giảm giá cái cặp Baudi HBM40. Nó được mệnh danh là đàn em của HBM100, với cái thiết kế rất là giống nhau, và đặc biệt là có cái trep HBM rất là hay. Thì cái cặp loa này có cái bát 25 ba đường tiếng, thì mình giảm từ 16 triệu 8 mình giảm còn 6 triệu 1 nha. Thùng rất là đẹp, trep thì còn ok, nhưng mà một cái mũi nó hơi bị mốt vào một chút xíu này đó. Mũi này thì nó hơi trầy một chút, trầy thôi nha đó. Còn lại rất là đẹp, bát 25 gân mút. Dòng này nó có hai đời, một cái đời là bát 25 gân vải, thì cái lo mic của nó sẽ là cái mic của nó lõm vào trong. Còn cái lo đời này thì đời bát 25 gân mút, thì cái mic của nó lòi ra. Thì cái HBM60 cũng như vậy, nó cũng có hai đời. Thùng vân gỗ simili, thông tin nó có ghi ở phía sau cái tem này. Công suất là trung bình là 40W, nặng 13 kg một loa, trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là mình để coi không thấy ghê ta, 91 dB nha, độ nhạy 91 dB. Thì giá rất là hợp lý luôn. Các bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm nha. Với đôi loa này thì các bạn có thể nghe nhạc vàng rất là hay luôn. So với những dòng loa nghe nhạc vàng khác thì với tầm tiền này thì chúng ta khó mà tìm được cặp loa nào nghe hay như cặp này. 6 triệu 1 thôi nha. Hôm trước mình bán 6 triệu 8, bây giờ mình giảm 700, 6 triệu 1. Bên mình có bán USB và ổ cứng chép sẵn nhạc chất lượng cao. Một cái USB là 128 GB, 800 ngàn. Còn một ổ cứng sẽ là 1000 GB, giá 2 triệu. Các bạn có nhu cầu về nhạc chất lượng cao thì liên hệ mình sớm, số điện thoại dưới góc màn hình nha. Rồi bây giờ test cho các bạn một bản nhạc vàng để chúng ta thưởng thức âm thanh của cái đôi loa này.